100%. Wow. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Raegon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn ơi, mình vừa xem quảng cáo xong, mình mở là một con rồng legend đúng không? Không phải các bạn ạ, là 10 mảnh con Titan. Thì mình nghe mọi người nói ấy, là qua ngày mai là ngày 9 thì nó sẽ kết thúc cái sự kiện nó sẽ đổi mấy con mythic thành mấy con legend, mấy con legend card 10 thành mấy con mythic rồi. Không biết có đúng hay không nhỉ? Mọi người hãy comment ở bên dưới cho mình biết với nha. Được 10 mảnh con Arcana cũng khá là ngon. Đấy thì mình thấy nó không có cái thông báo gì hết ấy, cho nên là cũng hơi sợ. Nhưng mà qua nốt hôm nay là hết cái này rồi các bạn. Hết cái happy còn 1 tiếng, 1 ngày 4 tiếng nữa, gọi là có nghĩa là phải qua ngày 10 các bạn ạ. Qua ngày 10, ủa kỳ vậy ta, hôm nay là ngày 8. Bởi nó sẽ kết từ ngày 2 đến hết ngày 9 à. Vậy là chắc là mình nghĩ là phải qua ngày 10 thì nó mới mới kết thúc cái sự kiện kia đấy sao. Nó mới hết cái sự kiện Empower hả? Mình không rõ lắm nữa. Bạn nào biết thì cứ comment ở dưới cho mình biết với nha. Mình thì cũng hơi sợ đấy. Thì hôm qua mình like được con rồng hai mấy tiếng này. Bây giờ mình sẽ cho ra xem là nó có phải là một con legend hay không nhá. Mình nghi ngờ nó là một con legend lắm. Đấy, hiện tại thì mình có hai con pet của Dios các bạn ạ. Vãi, đúng nhiều luôn đấy. Nhìn nó cũng đẹp. Nhưng mà nó chỉ là một con rồng R thôi. Đấy, nhìn nó cũng khá là gọi là hầm hố ha. Con này nếu mà soi mặt hình ảnh thì cũng có thể cho nó là một con legend được đấy. Nhưng mà có thể là về kỹ năng cũng như là về trình độ thì nó chỉ là một con R thôi, một con Rare thôi. Ui, Epic à? Cũng là một con ngôi đền đấy các bạn. Hatchichen Itza Raegon. Con này cũng là ngôi đền với 4 hệ. Hệ vô cực này, hệ bóng tối, hệ sấm sét và hệ lửa. Thì khi các bạn like hai con này ấy, tỷ lệ 1 là các bạn sẽ ra được con Legend, 2 là các bạn sẽ ra được con Epic. Đấy, thì nó cũng là ngôi đền đấy các bạn. Đây, ngôi đền hơi cùi bắp và ngôi đền xịn nhá. Đấy, con này là Temple. Ngôi đền có hai bánh xe phong hỏa ở chân. Đó, hai bánh xe phong hỏa ở chân. Còn ngôi đền kia thì hơi cùi. Nhưng mà mình có... Ui, còn có 3 tiếng là kết thúc sự kiện này rồi. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy hơi buồn các bạn ơi. Là bởi vì là nó hơi ít các bạn. Nhưng mình nói nó hơi ít cái gì ta? Cái thời gian nó hơi ít. Nếu mà cái này mình mở ra được 100 game thì cuộc sống của mình hôm nay sẽ là thăng hoa này. 10 game thì cũng được. À mà cái kênh này của mình qua 18 tháng 12 thì sẽ gọi là qua 18 tháng 12 thì cái kênh này của mình nó sẽ hết cái gậy ấy. Đấy, nhắc đi nhắc lại mà nhắc toàn bị quên. Nên là nếu bạn nào ủng hộ mình thì các bạn nhớ bỏ lại cho mình một like cũng như là chia sẻ để giúp cho cái kênh của mình nó có đề xuất trở lại nhé các bạn. Mình sẽ bán con này đi. Cái sự kiện này vẫn còn này. Hôm nay mình sẽ lấy con rồng legend trong đây ra mình review này. Con siêu nhân điện quang này các bạn. Claim on này. Con Quantum God này. Quantum God, Quantum ma quỷ các bạn. Đấy, con này thì nhìn cũng có vẻ khá là ngon. Tầm này là mấy con đấy là cứ phải cho ra hết thôi các bạn. Phải cho ra để sắp tới để còn review nữa các bạn. Đấy, Quantum God Dragon. Ok. Đấy, cho ra nhá. Bởi vì là sắp sửa tương lai thì con gì mấy con này kiểu gì phải cho ra thôi. Đấy, sắp tới là nó sẽ có cái sự kiện đấy. Mốt là sẽ có con Heroic Quantum. Rồi các bạn sẽ gọi là cho mấy con này ra. Các bạn sẽ gọi là đánh mấy cái nhiệm vụ mấy cái nhiệm vụ gọi là ngoài lề ấy, mấy nhiệm vụ ở trong quét ấy. Tiện thể thì cũng review qua một chút để con này cho các bạn xem luôn. Hợp lý cái bí quá trời còn gì nữa đúng không? Đấy, con này thì có 4 hệ này. Hệ Magic, hệ Chiến binh, hệ Bóng tối và hệ Băng. Đây là cái skin lúc bé của nó này. Đó. Nhìn buồn cười đấy. Và đây là lúc lớn tuổi nhìn mặt nó ghê quá các bạn. Không biết là các bạn thấy lúc lớn tuổi mặt nó nhìn có ghê không. Nhưng mình thấy nó khá là ghê. Với một cái gọi là vòng ở phía sau lưng này. Và animation của nó này. Thì con này sẽ có... À từ từ đã, mình sẽ review một chút về tiểu sử con này đi ha. Con này thì nằm trong bộ tứ lượng tử đúng không? Độ chính xác của chúng thật chí mạng. Vốn là một hồn ma ở con rồng. Lượng tử ma long hầu như không nhớ được kiếp trước của mình. Sự xuất hiện chết chóc của nó sẽ xuất hiện trước mặt những con rồng Kama trước khi tung ra một đòn chí mạng. Thì mấy con này nó sẽ khắc chế Kama mà.
cái đam của nó đấy thì nó sẽ gọi là đánh gọi là xuyên block nhá, mấy con này đánh không bao giờ bị block. Không biết là nó có chặn được những con Titan hay không, bởi vì những con Titan ấy thì nó có khiên, các bạn đánh vào thì nó cũng là block ấy, nhưng mà à không, hình như bây giờ mấy con Kama nó không ghi là block, nó ghi là né hay gì cơ đó, và nó sẽ gây đam nhiều hơn. Nhưng mà cái con này thì nó có chống lại mấy con Titan không nhỉ, bạn nào biết thì comment ở dưới nhá. Nhưng mà bù lại thì cái con này nó chỉ cắt 9 thôi các bạn ạ. Nó đánh thì không bao giờ bị block, không bao giờ bị chặn. Nhưng mà nó chỉ cắt 9 thôi. Và nó đứng hạng 3 trong tổng số những con rồng cắt 9. Đứng hạng 15 trong tổng số các con rồng Legend. Và đứng hạng 20 trong tổng số tất cả con rồng. Cắt 9 gì mà ác có vậy ta. Con này sẽ gây sát thương x2 tới những con rồng có hệ linh hồn, hệ beauty, hệ đất, hệ bóng tối, hệ kim loại, hệ ánh sáng, hệ lá và hệ chiến binh, và nó sẽ bị khắc chế bởi những con rồng có hệ Chaos cũng như là hệ Happiness nhé các bạn. Đấy, chúng ta sẽ xem qua một chút về các kỹ năng của nó. Chiêu đầu tiên là chiêu nguyên tử quét sạch với 2050 đam. Chiêu thứ hai là chiêu móng vuốt khổng lồ với 1050 đam. Chiêu thứ ba là chiêu gửi theo hương hoa mây mù răng lôi 1050 đam. Và chiêu cuối cùng là chiêu bão tuyết với 1050 đam. Sau khi học thì cái chiêu đầu tiên thì không có gì khác à. Chiêu thứ hai ta sẽ có đó là cú đánh Astro cộng với 1950 đam. Chiêu thứ ba là chiêu tử thần cộng với 1750 đam. Và chiêu cuối cùng là chiêu cơn gió băng giá với 2100 đam. Với 2000 đam ý. Mà mình không hiểu sao mà con này thấy chiêu nó cũng yếu mà nhỉ. Mà sao nó đứng hạng 3 trong tổng số con rồng cắt 9 được. Thì chứng tỏ nó phải là có một cái gì đó đúng không? Thì hiện tại là thôi chắc mình cho đi học. À, mình sẽ cho mấy con rồng ghé ghé đi học chiêu đấy các bạn. Để có gì mình đây cho mấy con rồng kiểu rồng lửa này, hay là mấy con này đi đi học mấy cái chiêu đánh tay thôi. Cái gì vẫn 47 tiếng à? Mình tưởng là mấy con này học thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà không các bạn ơi. Mình cho đi học để mình làm mấy cái nhiệm vụ ở trong cái này này các bạn, trong cái Divine Path Godder này. Divine Path Godder này. Đó. Sắp qua tuần thì nó sẽ có thêm nhiệm vụ mới nhá. Nhiệm vụ tuần này thì nó hơi khó á. Nó bắt breeding các kiểu này, và summon rồng, luyện rồng các thử luyện rồng luyện 8 con các bạn ạ. Vãi trưởng thật. Với cả Empower Dragon nữa. Đó, để xem nào. Ở trong cái Empower này mình có Empower được con gì không? À, Empower là nâng sao mà. Hiện tại thì mình sắp sửa cho được con hai Arcana Dung Demon của mình lên được 3 sao rồi các bạn ạ. 5 sao thì cũng còn khá là xa. Nhưng mà sắp tới thì mình sẽ cố gắng cho lên 5 sao nhá. Ui, mình tích được 3.000 điểm này rồi. Thì mình thấy có khá là nhiều bạn kêu mình ấy là lấy mấy cái quan tum đi, lấy mấy cái Insignia chứ nhầm. Lấy mấy cái Insignia đi rồi có gì leo lên sau. Mà thôi mình lấy mấy con rồng này về để mình sưu tầm, mình review cũng được các bạn ạ. Nên là cũng không có gì đâu. Nếu mà đủ thì mình sẽ xuống mình lấy mấy cái Insignia, bởi vì là cũng chỉ là 3-4 cái thôi chứ không phải là nhiều. Nếu mà như kiểu là 7-8 cái Insignia đi thì mình sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà nó chỉ có 3 cái Insignia thôi. Thì với cá nhân của tớ ấy, thì tớ thấy nó cũng không nhiều. Nếu mà bỏ qua 3-4 cái thì thấy nó cũng không đến mức độ là quá là nhiều đấy các bạn. Nên là cứ bình tĩnh thong song thong thả thôi. Không việc gì phải vội hết. Đúng không mọi người? Xin số 2. Số 3 cũng được. Rồi như là mình lên tầng cuối này. Đấy các bạn thấy không? Nhanh ấy chứ. Đó, lên tầng cuối rồi. Hình như là mình bỏ đâu đó tầm 3 Insignia thôi chứ không nhiều đâu. Mới là đủ rồi đi đến cuối không nhỉ? Mình cứ đi tà tà thôi mà mình đi xuống mình lấy lại mọi thứ cũng khá là ok. Ngoài ra thì chúng ta có mấy cái dương này nhé các bạn. Mấy cái dương này có kim cương này. Đó, à có gem chứ. 6 gem. Bằng với lại gem ở trong cái sự kiện giải cứu 6v6. Chắc chắn là mình sẽ lấy được con rồng này rồi. Ngày xưa là chả bao giờ mình lấy được con rồng này luôn đấy các bạn. Nhưng mà dạo ở đây thì mình lấy được mấy con rồng này nhiều. Mình cũng muốn lấy mấy cái lá ghê đấy các bạn. Bây giờ mình phải cân đo đong đếm thế nào ấy. Là mình đi xong mình dư ra bao nhiêu. Để mấy sự kiện lần sau ấy, mình sẽ tập trung mình lấy mấy cái ở dưới trước. Sau đó mình mới đi lên. Chứ tập này mình đi lên xong mình đi xuống nó rất là tốn. Quan trọng là các bạn, cái thời điểm các bạn đi ở dưới thôi các bạn. Đi ở dưới thì các bạn đi một lần là mất có 50, 70 à. Còn một lần các bạn đi ở trên là mất tới tận 200, 300 lận. Thì cái việc các bạn đi xuống này nó cũng rất là tốn đấy. Đó. Cho nên là cũng đáng suy ngẫm về cái vấn đề mọi người kêu là lấy con Insignia đấy. Lấy mấy Insignia đấy. Bởi vì lấy mấy Insignia ở dưới thì các bạn đi nó không có tốn nhiều ấy.
Bây giờ đi thì nó tốn hơn rất là nhiều. Không biết là có kịp lên đỉnh không ta? Chắc là kịp rồi, đi kiểu này kiểu gì kịp. Kịp còn dư một ngày nữa chứ, đùa đâu. Quá đẳng cấp luôn các bạn. Không những là kịp lên đỉnh mà còn dư một ngày. Ui, lấy được cái dương này. 6 gem không? Không có gem các bạn ạ. Con này như là con rồng huyền thoại mới nhất hay sao á. Trời, nó cho đàn đi nước một thế này. Đừng có làm thế, nhưng mà đi kiểu gì thì cũng kịp, cũng đủ à. Giờ có cái nào mà đi phát xuống dưới đáy luôn nhỉ? Không có gì mà đi phát xuống cái đáy xã hội luôn là đẹp. Ok. Giải cứu. Hình như con này là con mới nhất đúng không? Dual Delight Dragon. Con rồng ngố các bạn ạ. Vãi trưởng thật. Đó, còn một ngày nữa kết thúc. Tầm này là mình sẽ lại đi xuống trở lại thôi. Nhưng mà đi xuống trở lại tầm này thì nó lại rất là tốn các bạn. Đó. Vấn đề bây giờ các bạn đi xuống trở lại là một một tuần các bạn đi là mất tới tận 3 cái kia lận. Một tuần các bạn tốn 200 điểm này lận. Nên là khá là tốn các bạn ạ. Mà giờ mình đi xuống dưới đây mình lấy Isigna nó cũng hơi xa. Chắc là cũng không kịp đâu. Đây nó có 2 cái, 4 cái. 4 cái các bạn ạ. Ừ, biết vậy mình lấy từ đầu nhỉ. Ngố thật đấy. Lấy từ đầu mấy cục đấy thì nó không có tốn nhiều đấy. Nhưng mà thôi. Biết trước thì đã giàu. Rồi giờ chúng ta sẽ đi. Ui. Sao con này nó cho được con Batman này nó cho đồ cùi quá vậy. Một con này là con gì? Ascendis à? Ascendis. Không ngon các bạn, không giòn rồi. Nhìn có vẻ không giòn này. Cái này mình không cần đấy. Để mình không có cần sưu tập cái skin của con hai óc cứt. Nên là mình cũng không cần lắm. Nhưng mà mình vẫn sẽ đi theo viên đá màu xanh. Tuyệt phẩm luôn đấy chứ nhờ. Thôi bỏ qua đi. Nhìn thấy con ma thấy không có ham muốn đấy các bạn. Không có dấu hiệu của sự thèm thuồng ấy. Nên là cũng không đến mức độ cần thiết lắm. Ok. Rồi, chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Goodbye.